Hello anh em, chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Dell Virtual 3530 phiên bản 2023 chính hãng tại Việt Nam. Cái chiếc laptop này nó dành cho đối tượng sử dụng văn phòng, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người anh em ạ. Từ trước đến nay thì anh em biết rồi đấy, ở thị trường Việt Nam thì sẽ có rất nhiều kiểu người dùng. Có một kiểu người dùng thì đua theo cấu hình rồi là trang bị của máy. Có một kiểu thì lại thích ăn chắc mặc bền, thích những cái dòng laptop mà nó mang lại cho mình sự bền bỉ và ổn định. Và anh em có thể lướt trên comment của rất nhiều những video của Laptop World, có thể anh em sẽ bắt gặp rất rõ cái hiện tượng này. Ok, thế thì Dell Virtual 3530 phải nói thật là nó dành cho cái đối tượng người dùng thứ hai, là thích cái kiểu mà ăn chắc mặc bền, thích kiểu máy nó phải bền bỉ, sử dụng lâu dài và không cần quá nhiều trang bị. Thì cái sản phẩm này sẽ hướng đến những người dùng như thế anh em nhá. Và với cái dòng Virtual thì nó sẽ hướng tới đối tượng sử dụng là doanh nghiệp và văn phòng. Chính vì thế mà cái chiếc laptop này trong cái tầm giá thì nó sẽ cho chúng ta khá nhiều thứ để có thể sử dụng những cái tác vụ về văn phòng được mượt mà và ngon nhất. Thế thì Virtual 3530 2023 sẽ có những cái gì hay? Ok, đầu tiên thì trong cái tầm giá 16.190 tại thời điểm hiện tại Laptop World, anh em có thể nhấn vào link sản phẩm bên dưới mô tả video này. Cái chiếc máy này cho chúng ta cái gì hay là cái thứ nhất đấy chính là màn hình. Ở đây chúng ta có một chiếc màn hình kích thước 15.6 inch, độ phân giải là Full HD và tỷ lệ khung hình sẽ là 16:9 anh em ạ, 1920 nhưng mà 1080. Nhưng mà cái hay ở trên cái em máy này đấy chính là màn hình tần số quét lên tới 120Hz. Thế giới của bây giờ chúng ta có muốn sử dụng để lướt web, chúng ta sử dụng để làm văn phòng, cuộn trang các thứ, nó mượt mắt hơn, nó thích hơn rất là nhiều so với cả màn hình 60Hz thông thường. Nó vẫn có cái độ khựng, độ chững. Thì trên những cái chiếc máy này nó có cho chúng ta 120Hz trên màn hình như là một chiếc laptop kia mình luôn. Với cái tần số quét cao như thế cho anh em một trải nghiệm làm việc là rất mượt. Thậm chí là anh em cũng muốn quẩy những con game FPS kiểu nhẹ nhàng như kiểu là Valorant này, CS2 hay là Fortnite trên combo này cũng có thể gánh được với cái màn hình 120Hz anh em nhá. Cái thứ hai mà hay ở trong cái tầm giá này để chính là về combo cấu hình, chắc chắn rồi. Ở đây thì anh em sẽ được dùng một con i5 Gen 13 1335U anh em ạ. Thì với cái combo này chúng ta sẽ được đi cùng để chính là RAM 8GB, hiện tại đang lắp đặt sẵn là single channel DDR4. Sẽ còn một slot nữa cho anh em có thể nâng cấp lên. Và với RAM của những cái chiếc laptop đến từ Dell như kiểu là Virtual hay là Inspiron, nó cho chúng ta khả năng nâng cấp là rất thoải mái. Anh em có thể tháo luôn cả con 8GB ra, lắp hai con 16GB vào cũng được. Về khả năng nâng cấp của Dell thì nó thoải mái vô cùng luôn ấy. Kể cả ổ cứng cũng thế, sẽ còn cả slot chờ nữa cho anh em có thể nâng cấp ổ cứng anh em nhá. Hiện tại em nó đang sử dụng là SSD 256GB, nhưng mà về khả năng nâng cấp của chúng ta thì miễn chê, có thể nâng cấp được rất là lâu dài về sau, nếu chúng ta sử dụng hết có thể nâng thêm. Và vì là em nó đang được sử dụng sẵn là RAM single channel, cho nên là chúng ta sẽ cần nâng thêm một con RAM nữa để được kích hoạt card Iris Xe Graphics. Hiện tại em nó sẽ chỉ đang có là card UHD thôi anh em ạ. Thì cái việc chúng ta bỏ ra khoảng độ 500-600 nghìn là một con RAM 8GB nữa. Đấy, lúc này chúng ta có đua ở channel RAM, chúng ta có dung lượng RAM vừa lớn hơn, lại vừa được mở khóa một các đồ họa xịn xò hơn như thế, thì tội gì, đúng không anh em? Đó là cái mà mình thấy là nó hợp lý đầu tiên ở trên cái combo cấu hình trong cái tầm giá này anh em nhá. Ngoài ra nữa thì một thứ mình rất thích ở trên những cái dòng Dell Virtual đó chính là về trang bị cổng kết nối. Trên dòng Inspiron thì có thể nó sẽ bị cắt giảm một số cổng, nhưng mà trên Dell Virtual rất là đủ và chúng ta không cần nghĩ đến cái việc mua thêm đốc kết nối làm gì cả. Chỉ cần chúng ta có nhu cầu, chúng ta có thể cắm ngay lên chiếc laptop của chúng ta. Có những cổng gì? Đây, cổng nguồn này, HDMI full size để xuất hình ảnh ra máy chiếu hay màn hình rời, USB-A 3.2 Gen 1, USB Type-C cũng là 3.2 Gen 1. Cạnh phải chúng ta sẽ có thêm khe khóa Kensington, jack audio, có cả cổng mạng LAN RJ45, thêm một cổng USB-A 2.0 để kết nối chuột hay là bàn phím và thêm một khe cắm thẻ SD card full size. Bây giờ thì trên cái dock kết nối nó có cổng gì? Thì trên đây nó có cổng đấy cho anh em luôn, đúng nào? Thế thì chúng ta cần gì phải mua dock nữa? Em nó có đủ hết cho chúng ta để có thể sử dụng trong môi trường doanh nghiệp, môi trường văn phòng hay là bất cứ thứ gì chúng ta cần cắm vào thoải mái luôn. Và cái thứ tiếp theo ở trên Dell Virtual 3530 mà mình thấy rất hay thì chính là vì đây là một sản phẩm chính hãng thì nhà Dell, chúng ta sẽ được hỗ trợ bảo hành tận nhà và trên đây có dán sẵn cái tem sản phẩm chính hãng và gọi miễn phí ở đây. Tức là bất kỳ khi nào chúng ta gặp sự cố trên laptop, chúng ta có thể gọi ở đây và Dell họ sẽ hỗ trợ bảo hành tận nhà trong suốt thời gian diễn ra chương trình bảo hành anh em nhé. Chưa hết, vì là một sản phẩm Dell chính hãng cho nên chúng ta sẽ được tặng kèm thêm cả combo Microsoft Office Home and Student 2021 bản quyền cho chúng ta có thể sử dụng không phải crack. Chúng ta có thể sử dụng một cái hệ sinh thái của Microsoft trực tiếp ở trên máy chúng ta luôn.
cực kỳ hợp lý đúng không anh em? Đó, mà bây giờ chúng ta mua ngoài cũng phải mất đến vài trăm nghìn tới cả triệu bạc cho cái bộ Office này. Thì bây giờ đây được tặng sẵn sẽ là một cái lợi rất là lớn cho chúng ta. Nó sẽ là một cái sự cạnh tranh đối với cả những cái dòng laptop văn phòng khác trong cái tầm giá này anh em nhé. Cái thứ tiếp theo mà mình thấy là khá hay ở trên chiếc Dell Virtual này, đó chính là về cái build quality cũng như là về cái trọng lượng. Thì cái chiếc máy này sẽ chỉ có là 1,66kg thôi. Nó sẽ nhẹ hơn mặt bằng chung một chút. Và với cái build quality của nhà Dell thì rõ ràng là rất ổn rồi. Mặc dù là full vật liệu nhựa nhưng mà em hoàn toàn có thể thấy là cái vỏ của nó rất là dày. Và họ cũng không quảng cáo rầm rộ về tiêu chuẩn độ bền quân đội gì cả. Nhưng mà mình tin chắc là với những cái sản phẩm như thế này, nó vẫn là bảo cho ta một cái độ bền phải nói là rất tin cậy và sử dụng lâu dài anh em nhá. Đó, nhìn này, nó dày và nó chắc như thế này cơ mà anh em. Hoàn toàn là thoải mái để em có thể sử dụng trong khoảng độ vài năm sắp tới. Cái một số những cái thứ mà mình lại cảm thấy là chưa thích lắm ở trên chiếc Dell Virtual này, thứ nhất đấy chính là về cái sự cắt giảm ở đèn nền bàn phím cũng như là nút nguồn thì không có cảm biến vân tay một chạm luôn. Bởi vì đây là cái dòng Dell Virtual 3000 series cho nên là chúng ta sẽ không có những cái trang bị đó anh em nhá. Thường ấy thì những cái trang bị như kiểu đèn nền bàn phím hay là nút nguồn có cảm biến vân tay chúng ta sẽ chỉ bắt gặp ở những cái dòng Dell 5000 series thôi. Thì trên những cái dòng 3000 này chúng ta sẽ không thấy có sự xuất hiện của đèn nền bàn phím, thứ nhất. Thứ hai là nút nguồn cũng không có cảm biến vân tay luôn. Bù lại đây sẽ là một cái layout phím full size và cho chúng ta hành trình phím là khá ổn với cảm giác gõ lướt. Mình thấy là nó ở mức khoảng độ 8 trên 10 điểm với cái phần bàn phím này. Ok, trackpad thì cũng cho chúng ta kích thước là khá lớn cho một chiếc laptop 15,6 inch. Với cái trải nghiệm lướt, chạm, vuốt ở trên này nó ở mức ổn, mượt và chúng ta có thể sử dụng tốt mà không cần dùng tới chuột rời mỗi khi ra cà phê thứ. Đỡ phải mang theo cồng kềnh thì anh em chỉ cần vác theo đúng cái chiếc laptop mà đi mà thôi. Thế thì nhắc tới cái việc chúng ta sử dụng bên ngoài nó có thể trụ trong khoảng bao lâu, thì vì đây là một combo cũng phải nói là khá tiết kiệm điện, màn hình cũng thế hay là cấu hình cũng đều là tiết kiệm điện. Pin thì sẽ là 3 cell và 40,5 Wh. Cho cái thời gian trụ ổn trong ngưỡng khoảng độ 4 tiếng đồng hồ với tác vụ văn phòng nhẹ nhàng, đây không phải một lưu lượng pin quá trâu nhưng mà cũng là đủ cho chúng ta trong một buổi làm việc hay là đi ra ngoài cà phê các thứ là ổn trên chiếc máy này anh em ạ. Hơn nữa một chiếc laptop đóng cái logo Dell này rõ ràng là được nhiều người dùng tin cậy hơn và cũng như là mang lại cái sự bền bỉ, ổn định, sử dụng lâu dài hơn. Thế thì đường link sản phẩm mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video cho anh em quan tâm có thể kích vào đó tham khảo chi tiết về mức giá cũng như là thông số tại thời điểm xem video. Với cá nhân mình thì laptop văn phòng gần như là chiếc máy nào cũng thế thôi, tùy vào nhu cầu của mỗi người. Và những cái dòng laptop nào mà nó họ cho chúng ta cái sự tin tưởng hơn cũng như là nhiều cái trang bị tính năng đi cùng hơn thì chúng ta lựa chọn thôi đúng không nào anh em. Chiếc máy này nó vừa có màn hình 120Hz, nó vừa có build ổn định, sử dụng lâu dài, dùng mượt, ít lỗi, hay là nó có cho chúng ta cả Office bản quyền, Win bản quyền và bảo hành chính hãng tại nhà. Thế thì mình thấy cũng khá hợp lý chứ đúng không anh em. Anh em quan tâm thì tham khảo nhé. Đừng quên cho Laptop World một like, một sub, cũng nhấn nút chuông không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.